Sáng mùng 9 tháng 9, tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, một xe khách và một xe con khi đi qua khu vực sạt lở đã bị đất đá ta luy dương sạt vùi lấp cuốn hai phương tiện này xuống con suối đang cuồn cuộn nước lũ ở phía dưới. Thông tin ban đầu, xe khách chở khoảng 20 người, các phương tiện khác bị nạn chưa thể xác định. Đến 15 giờ ngày 9 tháng 9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 nạn nhân, trong đó 4 người đã tử vong, một người bị thương. Lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục. Đồng thời, huy động lực lượng chức năng, máy móc, tổ chức san gạt đất, đá bị sạt lở để thông tuyến một cách nhanh nhất, cố gắng tiếp cận hiện trường xe khách bị tai nạn nhằm hỗ trợ khắc phục, hạn chế tối đa thiệt hại về người. Tuy nhiên, trên tuyến đường bản Nùng, xã Thể Dục, Triệu Nguyên Thanh Long, huyện Thông Nông, tiếp tục xảy ra rất nhiều điểm sạt lở, khiến giao thông bị ách tắc. Các phương tiện giao thông không thể di chuyển và rất khó khăn tiếp cận hiện trường các vụ tai nạn. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn rất khó khăn để tiếp cận hiện trường vì đường sạt lở gây ách tắc. Hiện nay, tỉnh Cao Bằng đang huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện máy móc để mở thông đường cũng như tiến hành cứu hộ cứu nạn hai vụ sạt lở đất nghiêm trọng kể trên. Cũng tại huyện Nguyên Bình, sáng cùng ngày đã xảy ra ba vụ sạt lở đất khiến một người chết, khoảng 20 người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm, nhưng các điểm sạt lở ở xa trung tâm xã, đường đi lại khó khăn nên không thể đưa máy móc, phương tiện hỗ trợ đến hiện trường cứu hộ. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Iagi, gây đa phía sau đền Bà Kiệu, mặt phố Lò Sũ đã bị bật gốc trước sức gió khủng khiếp, gây thiệt hại đến công trình phụ trợ. Ban Quản lý Di tích Danh Thắng Hà Nội tích cực phối hợp với lực lượng chức năng để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão. Tiến sĩ Nguyễn Doãn Văn, Giám đốc Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội cho biết, cây đa đổ vào khu vực nhà phụ trợ, nhà xung quanh ngôi đền. Vì vậy, cấu trúc chính của di tích đền Bà Kiệu không bị ảnh hưởng. Tiến sĩ Nguyễn Doãn Văn cho biết thêm, chúng tôi đang khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra. Chúng tôi phối hợp với lực lượng chức năng liên tục cắt gọn, dọn dẹp khu vực xung quanh cây đa và đền Bà Kiệu. Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, công ty công viên cây xanh sẽ thực hiện kéo lại cây đa về chỗ cũ nhằm lấy lại cảnh quan vốn có của khu vực này sau khi kéo thẳng về vị trí cũ lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị chăm sóc cây xanh để chăm sóc đảm bảo cây tiếp tục phát triển ổn định cây đa phía trước đền bà kiệu gần như vẫn nguyên vẹn không có hiện tượng bật gốc hay gãy đổ đền bà kiệu là ngôi đền cổ có giá trị đặc biệt về lịch sử cũng như tín ngưỡng hình ảnh của ngôi đền luôn gắn với hình bóng cây đa cổ thụ có tuổi đời cao nhất nhì ở hà nội cây đa bên đền bà kiệu vốn không có định danh cụ thể nhưng người dân xung quanh thường gọi bằng cái tên cây đa đền Bà Kiệu hoặc cây đa hồ gươm. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối trước hình ảnh cây đa cổ thụ bên đền Bà Kiệu bị bật gốc. Thông tin thêm về hậu quả của bão Iagi tại các di tích trong thành phố, tiến sĩ Nguyễn Doan Văn nhấn mạnh không có thiệt hại lớn về người và của. Theo đó, do ảnh hưởng của bão, nhiều cành cây bị gãy, một số cây bị bật gốc nhưng không gây thiệt hại về cấu trúc chính của di tích. Tiến sĩ Nguyễn Doan Văn nêu theo báo cáo. Thiệt hại về tài sản ở các khu di tích phần lớn là bảng hiệu, bảng hiện chữ hướng dẫn trong khu di tích bị rơi, hỏng. Các thiệt hại này có thể nhanh chóng khắc phục được. Đến nay, chúng tôi chưa ghi nhận tình trạng di tích bị cây đổ, gây biến dạng tường bao hay bị tốc máy, hỏng hóc phần mái. Cán bộ, viên chức, người lao động tại các khu di tích sẽ tiếp tục tập trung dọn dẹp khuôn viên di tích, trả lại vẻ ngăn nắp cho điểm đến và sớm mở cửa đón khách trở lại. Một số di tích tại thủ đô đều ghi nhận thiệt hại sau cơn bão lãnh đạo các khu di tích khẳng định nhờ chủ động chuẩn bị, thực hiện nghiêm các chỉ thị về phòng chống bão nên hậu quả được ghi nhận ở mức thấp nhất. Mới đây, theo thông tin của Bộ Công an, Thiếu tá Trần Quốc Hoàng, sinh năm 1987, quê thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, là cán bộ trại giam Quảng Ninh thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an, trong quá trình công tác đã anh dũng hy sinh thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và điện của Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng về đảm bảo an toàn trại giam trong mọi tình huống, đặc biệt là các đơn vị nằm ở vùng bão đi qua. Trại giam Quảng Ninh đã tổ chức ứng trực 100% quân số, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho trại giam. Từ sáng ngày 7 tháng 9, bão ập vào Quảng Ninh gây ra mưa rất to, gió giật mạnh, mất điện lưới hoàn toàn. Thiếu tá Trần Quốc Hoàng là cán bộ trực trại, được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho trại giam tại phân trại số 2, trại giam Quảng Ninh đóng tại xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, nằm sát sườn núi. Đến đêm cùng ngày, cán bộ chiến sĩ trại giam Quảng Ninh đã tổ chức di chuyển phạm nhân lên sàn tầng 2 để đảm bảo an toàn do nước từ trên núi chảy xuống rất mạnh, xô đổ tường phía trước trại giam, tràn vào khu giam gây ngập, nguy cơ gây ra lũ quét, nguy hiểm cho các phạm nhân và ảnh hưởng đến an toàn khu giam giữ. Tuy đã tổ chức di chuyển phạm nhân lên sàn tầng 2 nhưng nước vẫn dâng lên quá nhanh và có thể ngập toàn bộ khu giam. Chính vì thế, khoảng 1 giờ sáng ngày 8 tháng 9, thiếu tá Trần Quốc Hoàng đã dũng cảm vượt mưa gió để ra mở cổng phía sau trại giam, tháo nước trong khu giam, đảm bảo an toàn cho đồng đội và các phạm nhân đang ở bên trong. Tuy nhiên, do nước quá lớn chảy xiết nên sau khi mở cổng cũng là lúc đồng chí bị lũ cuốn đi. Đoàn công tác của Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã ngay lập tức đến trại giam Quảng Ninh trong sáng ngày 8 tháng 9 để chỉ đạo công tác phối hợp tìm kiếm, chuẩn bị tổ chức tang lễ và khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra. Trại giam Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của Công an Quảng Ninh tổ chức tìm kiếm. Đến đầu giờ trưa ngày 8 tháng 9, thi thể của thiếu tá Hoàng được tìm thấy tại khu vực bờ suối thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, cách đơn vị khoảng 1 km. Đến chiều ngày 8 tháng 9, các công tác để chuẩn bị tiễn đưa thiếu tá Trần Quốc Hoàng, cán bộ trại giam Quảng Ninh, người cán bộ công an vừa hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu phạm nhân bị lũ trong bão Yagi đã gần như được hoàn tất. Dưới cơn mưa tầm tã do ảnh hưởng của bão, các cán bộ chiến sĩ vẫn phải nén đau thương, nỗ lực hết sức để việc đưa tiễn đồng đội của mình được chu đáo nhất, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn trại giam, an toàn cho các đối tượng đang bị giam giữ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh Yên Bái đang ở mức bão hòa. Lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong 24 giờ tới. Yên Bái là địa phương có mức cảnh báo cao nhất về lũ quét, sạt lở đất. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 nên từ đêm mùng 8 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 ở khu vực Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 mm đến 300 mm, có những điểm trên 400 mm. Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Thao ở tỉnh Yên Bái, sông Lục Nam ở tỉnh Bắc Giang, sông Hoàng Long tỉnh Ninh Bình, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã tỉnh Thanh Hóa đang lên. Trong đó, theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Yên Bái, lũ trên sông Thao, sông Hồng đoạn qua thành phố Yên Bái tiếp tục lên nhanh. Mực nước lúc 0 giờ ngày 9 tháng 9 là 33,38 m, trên báo động 3 là 1,38 m. Nước sông Hồng trên báo động 3 tràn bờ, gây ngập nhiều tuyến phố của thành phố Yên Bái và tiếp tục dâng cao trong khi mưa không ngớt. Toàn bộ đường Thanh Niên và Trần Hưng Đạo thuộc phường Hồng Hà ngập sâu từ 1 đến 2 m. Người và phương tiện không thể di chuyển. Nước ngập vào nhà các hộ gia đình từ 0,5 m đến trên 1 m. Đường Thanh Niên phải cắt điện lưới để đảm bảo an toàn. Tuyến đường này có gần 700 hộ dân bị nước sông Hồng tràn vào nhà, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Ngay trong đêm, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ túc trực 24 trên 24 nỗ lực hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc đến nơi cao và di rời người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Theo dự báo, khả năng nước sông Thao sẽ lên thêm ít nhất 1 mét ở mức 34 mét, trên báo động 3 là 2 mét, mức cực kỳ nguy hiểm sau giao động ở mức cao. Mới đây, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã huy động tàu CSB 8004 và hai xuồng CSB 721 722 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 xuất phát đi tìm kiếm và cứu nạn thành công 43 ngư dân gặp nạn trên biển tại các khu vực Ti Tốp, Hòn Pháo Trong, Pháo Ngoài thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, các xuồng cảnh sát biển đã tiếp cận tàu Duy Mạnh 19 QN7910 bị trôi giạt vào núi tại khu vực gần tàu Bạch Đằng 68, xà lan hai cẩu HP 5618 đầu kéo bị hỏng máy trôi giặt vào hòn pháo ngoài, xà lan hai cẩu HG 8698 bị va vào núi mắc cạn, xà lan thành lộc 01 HG 6588 bị trôi giặt và mắc cạn tại khu vực đuôi hòn pháo ngoài, xà lan Việt Thuận 10 bị mắc cạn va vào núi đầu kéo bị chìm. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, 43 thuyền viên đã được đưa lên tàu CSB 8004 an toàn, sức khỏe các thuyền viên đều ổn định tàu CSB 8004 và hai xuồng 721, 722 đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn ở các khu vực trên. Cũng trong ngày 8 tháng 9, vào hồi 11 giờ 30 phút, 17 ngư dân đã được Lữ đoàn 170, vùng 1 Hải quân, bàn giao địa phương và đưa về nhà an toàn. Quân chủng Hải quân cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, trong khi tránh bão số 3 Iagi tại khu vực Vụng Tùng Sâu, lực lượng của Lữ đoàn 170, vùng 1 Hải quân đã cứu được hai người dân làm việc tại công ty cổ phần Ngọc Trai Hạ Long. Cùng với đó, lực lượng của Lữ đoàn 170 tìm kiếm cứu nạn theo lệnh của Sở Chỉ huy đã cứu được 11 người mắc kẹt trong núi khu vực Hòn Dầm Bắc thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Việt Thuận. Lực lượng của Lữ đoàn 170 đi tìm kiếm cứu nạn theo lệnh của Sở Chỉ huy đã cứu được 4 người mắc kẹt trong núi khu vực gần đường vào vụng Tùng Sâu để tránh bão thuộc tàu HI0496 của Hưng Yên Vận tải xi Măng. Để sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lưu ý việc thực hiện nghiêm công điện chỉ đạo của thủ tướng và ban chỉ đạo tiền phương các vùng đồng bằng ven biển duy trì nghiêm lệnh cấm biển không để người dân trở lại trên tàu cá các lồng bè tròi canh khi chưa đảm bảo an toàn triển khai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các tàu thuyền bị đứt neo trôi giạt và người bị mất tích trên biển thăm hỏi động viên hỗ trợ người dân trong đó đảm bảo đủ lương thực thực phẩm nước sạch ưu tiên nguồn lực được hỗ trợ sửa chữa trường học bệnh viện dọn dẹp xử lý môi trường, đảm bảo ngăn chặn để không phát sinh dịch bệnh. Ngoài ra, vùng đồng bằng ven biển chú ý tập trung khắc phục sự cố lưới điện, thông tin, vận hành tiêu úng. Đối với khu vực miền núi phía Bắc, các địa phương triển khai lực lượng giả soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn sau khi bão gia ghi quét qua miền bắc các hội nhóm thiện nguyện trên mạng xã hội đã bàn nhau kế hoạch hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng lớn như quảng ninh hải phòng ấm lòng hơn các nhóm tiên phong đều ở khu vực miền trung như quảng bình huế đà nẵng đại diện các nhóm cho biết trong các trận bão lũ lịch sử từng đổ bộ vào miền trung bản thân họ và bà con quê nhà đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của đồng bào cả nước nên ngay lúc này mọi người đang đứng ngồi không yên tha thiết được sớm lên đường để hỗ trợ người dân miền bắc khắc phục thiệt hại sau bão Chiều ngày 8 tháng 9, anh Nguyễn Đình Khoa, người sáng lập Hội Phản ứng Nhanh tỉnh Thừa Thiên Huế, PUN75 xác nhận, anh cùng 9 thành viên của hội lên đường ra Quảng Ninh, Hải Phòng để thực hiện các công tác tiền trạng trước khi đưa 100 thanh niên ra hai địa phương trên để phối hợp, hỗ trợ khắc phục hậu quả do siêu bão gia ghi. Theo anh Nguyễn Đình Khoa, sáng ngày 9 tháng 9, khoảng 100 thanh niên là sinh viên tại các trường đại học cao đẳng đóng tại Thừa Thiên Huế, cùng một số thành viên của hội sẽ lên tàu ra hỗ trợ Quảng Ninh, Hải Phòng. Anh Khoa thông tin thêm, hội đã xin tổng công ty đường sắt Việt Nam nối thêm một toa tàu riêng để chở hơn 100 thanh niên kể trên để ra ga Hà Nội. Từ ga Hà Nội, Pun 75 sẽ bố trí ô tô để đưa đoàn xuống Hải Phòng, Quảng Ninh để cùng lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân tại hai địa phương này khắc phục hậu quả do bão số 3 anh nguyễn thanh hoài bí thư tỉnh đoàn thừa thiên huế cũng cho biết tỉnh đoàn cũng có ý tưởng bố trí lực lượng sẵn sàng ra ngoài các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng bởi bão gia ghi giúp chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả thiên tai tuy nhiên chưa có kế hoạch cụ thể do còn xin ý kiến chuẩn bị công tác hậu cần Ngoài ra, trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, biệt danh Huy Nguyễn Thời Tiết, cũng đang kêu gọi và kết nối những tổ chức tình nguyện sẵn sàng đưa người ra Hải Phòng, Quảng Ninh để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão để lại. Tại Quảng Bình, cũng trong buổi sáng, nhóm thiện nguyện từ Bi Hỷ Xả của chị Nguyễn Thị Phương Trà cho biết, với kinh nghiệm gần 10 năm hỗ trợ người dân sau bão lũ, nhóm đã bàn nhau kế hoạch hỗ trợ hiện tại chị trà đang kết nối với các hội nhóm ở quảng ninh hải phòng nắm tình hình bão quét qua nhưng không gây lũ lụt hay chia cắt giao thông như ở miền trung nên chúng tôi không tính đến phương án tặng nhu yếu phẩm nhóm sẽ vận động nhà hào tâm hỗ trợ tiền mặt mua mái tôn cho người dân vùng bão còn ở đà nẵng anh phạm quốc huy trưởng câu lạc bộ từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em hương lam cũng đang bàn với các thành viên kế hoạch giúp đỡ người dân sau bão quê của anh huy ở quảng ninh những ngày qua vẫn luôn theo dõi tình hình bão ra ghi Bảo Tàn, anh Huy đã liên hệ với Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và đang lên phương án hỗ trợ mọi người. Ngoài ra, hiện còn nhiều tổ chức thiện nguyện, đoàn thanh niên ở miền Trung cũng sẵn sàng cử lực lượng ra Bắc để hỗ trợ khắc phục thiên tai khi có yêu cầu.